Sarah là một cô bé kỳ lạ. Cô có thể hiểu tiếng nói từ linh hồn của cây cỏ, và cũng vì thế nên cô chẳng bao giờ lớn lên, mãi là một cô bé 16 tuổi. Sarah sống cùng cha trong một ngôi nhà di động, chở theo cửa hàng hoa đi khắp nơi. Vì cô con gái không thể lớn trong khi họ cần che giấu bí mật này, nên hai cha con phải thường xuyên di chuyển. Mỗi vùng chỉ dừng chân được một vài năm. Thực ra, đã có rất nhiều người biết bí mật của Sarah, nhưng họ lại không kể với ai, bởi những ký ức về Sarah kỳ ảo tựa một giấc mơ mà nếu nói ra sẽ chẳng ai tin được. Trong một lần dừng chân ở thị trấn nhỏ, hai cha con Sarah đã gặp gỡ cậu nhóc Tatsuya và cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp ở nơi đây. Mạch truyện khá nhẹ nhàng, chậm rãi, cùng những câu chuyện ý nghĩa giữa người với cây cối. Đó có thể là hoa kết duyên, cây bảo vệ người, truyền động lực sống, vân vân. Mỗi loài cây, loài hoa xuất hiện trong truyện đều mang những ý nghĩa riêng về tình yêu, tình bạn, sự chờ đợi, hy vọng. Kết chuyện buồn khi Sarah cùng cha mình lên đường chuyển đi nơi khác sinh sống, để lại anh chàng Tatsuya cùng nỗi nhớ tương tiếc thầm. Nhưng Tatsuya không đơn độc, bởi thầy giáo của cậu và một vài người khác cũng đã từng gặp và trải qua câu chuyện tương tự. Sarah không hề lớn, sống hòa mình với thiên nhiên cây cỏ, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong lòng mỗi người. Thực ra, để review tác phẩm này khá khó, bởi nó hướng tới lứa độc giả trưởng thành. Mỗi thời kỳ, mỗi độ tuổi khi đọc tác phẩm này sẽ có những góc nhìn và trải nghiệm riêng. Một cô gái xa lạ xuất hiện giữa mùa hoa đẹp nhất, rồi rời đi nhẹ tựa cơn gió, để hồn người chơi vơi trong những nỗi buồn man mác miên man. Trong truyện sẽ có những khoảng lặng để độc giả cùng suy ngẫm. Bản dịch khá ổn, dịch giả có chú thích khá nhiều chi tiết. Tuy nhiên, vẫn có những đoạn dùng ngôn ngữ vùng miền quá. Một bộ đượm buồn cho độc giả trưởng thành. Dù cái kết không đẹp như tranh, nhưng con đường mà các nhân vật đã cùng nhau đi qua tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Thành quả có thể không được như ý muốn, nhưng quá trình, hành trình tạo nên thành quả đó đủ để khiến con người ta hạnh phúc. Nội dung hay, hình thức ổn, và sẽ đẹp hơn nếu mà bộ này có box set. Mây khá hài lòng với hai tập truyện này.